Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì trong cái video lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cái cách như là kết nối cái điện thoại với cái loa Bluetooth ấy. Thì mình thấy ở cái loa Bluetooth ấy, nó có cái chỗ để điện thoại ở trên đầu rất là đẹp. Thì hôm nay mình nảy ra cái ý tưởng là chế một cái giá đỡ điện thoại bằng cái tấm nhựa này, vứt đi này. Nếu mà các bạn có cái tấm nhựa này thì các bạn chế cái tấm nhựa này nhé. Còn không có cái tấm nhựa này, các bạn có thể chế bằng cái tấm nhựa ốp tường hoặc là cái tấm ở cái thùng xốp bìa cắt tông ấy, nhưng nó phải có cái khe này nhé các bạn nhé. Nó có cái khe này để tí các bạn là cắm cái chân vào đây cho nó cố định nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ đo cái chiều này. Đây mình muốn để con điện thoại này vào thì mình đo con điện thoại này nó rơi khoảng là 8 phân, và tiếp theo thì mình sẽ cắt nó khoảng 8 phân nhé. Tiếp theo các bạn lấy con dao rạch dọc giấy nhé, các bạn cắt. Cái này tương đối cứng các bạn ạ. Là ok rồi các bạn nhé. Tiếp theo các bạn cắt cái chân này đi cho nó bằng. Thì cắt cái chân mình đúng cái gờ cho nó tí nó dựng nó khỏe. Cái điện thoại nó 16 phân, mình lấy khoảng 20 phân. Đấy, như vậy là mình được một cái tấm dựa lưng, tí mình dựa điện thoại ở đây này. Tiếp theo các bạn là cắt lấy một cái đoạn khoảng hơn 1 phân đến 1,5 phân. Cái này mình sẽ gia cố ở đây. Các bạn dùng keo các bạn gia cố ở đây nhé. Mình gia cố cả mé này cho chắc này.
mình dán cả cái thành này cho nó thẩm mỹ. Sau đó các bạn chờ lúc cho nó khô nhé. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái đoạn dây điện nhé, dây điện một nõi này, dài khoảng 50 phân. Nếu mà không có cái dây điện này các bạn có thể là lấy cái móc áo cũng được nhé. Nhưng cái móc áo mà nó không có cái dây này thì tí cái độ ma sát chống của nó sẽ không được chắc bằng cái dây điện này. Đây tí mình sẽ để cái điện thoại dựa vào đây và dựng lên, hoặc có thể để nằm. Đây, tiếp theo nhé các bạn nhé. Các bạn bẻ cái đầu dây điện này vào, bẻ hai đầu nhé. Đấy, và các bạn móc vào đây. Đầu lạnh thế, các bạn bẻ cái này vào, và các bạn móc tiếp vào đây. Đấy. Và cái dưới này mình bẻ nó cong ra. Đây các bạn có thể giãn cái này ra được không sao. Bởi vì mình làm cái dây điện này thì nó sẽ rất là dễ uốn. Đấy các bạn có thể là dựng lên hoặc chõi ra, là tùy các bạn. Các bạn làm sao để nó hợp lý thì thôi. Bởi vì cái chân nó dễ là mềm, và các bạn có thể bẻ cong lên hoặc là cong xuống. Đây này, cái chân này các bạn có thể bẻ cong lên cong xuống, làm sao cho nó hợp lý thì thôi nhé. Đây các bạn để có thể để ngang điện thoại cũng ok này. Hoặc đây, đây là cái chân sạc nó ở giữa các bạn nhé. Thì cái này các bạn có thể là cắt luôn cái chân sạc ở giữa này. Đây rất đơn giản, các bạn cần cắt nó thế này thôi. Như thế này là các bạn có thể là vừa để điện thoại vừa dùng và vừa sạc được này. Đấy, thế là ok, mình đã có một cái đế sạc tự chế bằng những cái vật liệu tưởng như là vứt đi. Trên đây cái chia sẻ của mình về cái cách chế cái giá đỡ điện thoại để dùng bằng những cái vật liệu tưởng như là vứt đi. Các bạn thấy video hấp dẫn thì hãy chia sẻ và đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo lần sau.